Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Hương Liên. Chị Hương Liên ơi, sáng nay có một số những chuyến bay đến sân bay Nội Bài Hà Nội thì đã phải chuyển hướng do sương mù dày đặc. Không biết là tình hình này sáng mai sương mù sẽ như thế nào ạ? Vâng Thụy Vân, sáng mai thì khả năng là Hà Nội vẫn sẽ có sương mù, nhưng mà sương sẽ mỏng hơn so với sáng nay. Còn về nhiệt độ, trưa mai nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng thêm lên 27 độ C, trời ấm. Đêm nay và sáng mai trời rét 17 độ C. Sương mù sáng mai tuy mỏng nhưng vẫn sẽ kìm giữ khói bụi, khiến cho chất lượng không khí ở mức kém. Với những người có thói quen tập thể dục buổi sáng thì những ngày không khí ô nhiễm, quý vị nên giảm thời gian hoạt động ngoài trời, hoặc là nếu có hoạt động ngoài trời thì không nên vận động mạnh, nên đi bộ thay vì là chạy bộ. Không nên tập thể dục gần những con đường nhiều xe cộ qua lại. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay tạnh giáo, nhiệt độ khoảng 25 độ C, trời lành lạnh do độ ẩm cao 100%. Sáng sớm mai cũng có khả năng xảy ra sương mù nhẹ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.